phân loại của các phương tiện thì hiện nay ở đối với phân loại của phương tiện thì là người ta đã phân loại ra thành các loại ở trong các tài liệu thì là nó không thống nhất là phân ra bao nhiêu loại, nhưng mà theo tổng hợp của tôi ở trên bảng ấy thì mọi người xem là ví dụ như đối với cái phương tiện học của Thượng Hải xuất bản thì người ta chia ra thành các chương khác nhau. Thì đối với phương tiện học Thượng Hải thì chia thành 18 chương, hoặc là các cái của phương tiện học Bắc Kinh thì người ta lại chia ra 18 chương nhưng mà cái vị trí nó hơi khác. Còn cái Trung Y Khai Yếu Nam Kinh thì người ta sẽ lại chia nhỏ ra thành 20 chương. Thì đối với phương tiện học ở trong nước thôi thì các cái sách nó không đồng nhất. Các cái sách không đồng nhất là chia bao nhiêu chương, nhưng mà về đại loại thì là các cái bài thuốc là các bài thuốc là giống nhau, và các chương thì là cũng nan ái như nhau, nhưng có thể là một số chương người ta chia nhỏ hơn ra thôi.